có giá trị vượt qua được tất cả những ranh giới, những sự khác biệt. Nó sẽ kết nối được mọi người đến từ những quốc gia khác nhau để từ đó hướng tới một tương lai hòa bình và tốt đẹp. Đó là lời đề tặng của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama dành cho một người nghệ sĩ Việt Nam. Những tác phẩm hội họa của người nghệ sĩ này đã thể hiện rõ nét văn hóa Việt. Những tác phẩm được xuất hiện tại các triển lãm trên thế giới được lựa chọn làm quà tặng cho các nguyên thủ quốc gia đến thăm Việt Nam. Và mỗi khi nhìn vào những bức tranh này, người xem dường như sẽ nhận được một thông điệp tốt đẹp từ Việt Nam. Những bức vẽ của họa sĩ Văn Dương Thành tạo cho tôi ấn tượng ngay từ lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy chúng. Chúng thật sự rất đẹp và có nét giao hòa giữa truyền thống của Việt Nam và kỹ thuật thể hiện của phương Tây. Cô ấy có khả năng sử dụng màu sắc hiệu quả. Thông qua màu sắc, cô ấy thể hiện được chiều sâu trong tâm hồn của mình. Tôi rất thích cách cô ấy truyền tải thực tế Việt Nam qua các tác phẩm. Một cách rất tự nhiên, người nghệ sĩ qua cây bút vẽ, họ đã xây được những nhịp cầu nối quê hương mình với thế giới rộng lớn bên ngoài. Tất cả đều được tạo nên vì những hồn cốt, những giá trị của quê hương đã thấm sâu vào tâm hồn của bà. Người nào thì cũng gắn bó với cái dòng sữa mẹ, cái đất mẹ, người nào cũng vậy. Nhưng mà vì văn nghệ sĩ thì có phương tiện để nói lên cái sự gắn bó của mình, cái sự yêu quý của mình. Mình có một cái phương tiện là nghệ thuật để mình diễn đạt. Khi mình nói lên được thì mình đã nói hộ cho rất là nhiều người mà đồng cảm với cái tác phẩm của mình. Được mệnh danh là sứ giả văn hóa của Việt Nam, người châu Á đầu tiên dạy mỹ thuật bằng tiếng Thụy Điển, họa sĩ Văn Dương Thành đã từng bước thực hiện ước mơ được khởi nguồn từ những ngày gian khó. Hãy cùng gặp gỡ nữ họa sĩ Văn Dương Thành để nghe bà chia sẻ trong chương trình Khát vọng Việt Nam lần này. Sinh năm 1951, họa sĩ Văn Dương Thành là một trong những họa sĩ châu Á nổi tiếng. Báo chí Thụy Điển bình luận, đây là một họa sĩ Việt Nam ở tầm quốc tế. Bà đã đạt được rất nhiều giải thưởng, trong đó có giải nghệ thuật kiệt xuất quốc tế năm 1995 và năm 1997, giải vinh danh nước Việt năm 2007. Trên con đường hội họa, bà đã có 75 cuộc triển lãm cá nhân tại nhiều nước như Ba Lan, Romania, Pháp, Mỹ, Thụy Điển, Đức. Văn Dương Thành là cái tên được rất nhiều những người nước ngoài nhắc đến khi nói về hội họa và văn hóa Việt Nam. Tác phẩm của chị thì chúng ta thấy những giai đoạn đầu thì mang yếu tố cổ điển, yếu tố hiện thực. Nhưng về sau này thì chị đã trải nghiệm và những các cái tác phẩm của chị thì nó hoàn toàn là cái khuynh hướng hiện đại. Những hướng hiện đại đó nó không đi quá đà. Nó không làm cho người ta khó hiểu mà nó vẫn ẩn ý những hình ảnh của Việt Nam. Thí dụ như là chị vẽ về cái máy đình hay là vẽ một cái ngôi nhà hoặc một nhất là đường phố của Hà Nội thì những khối cổ đó nó lại ẩn hiện dưới làn mưa hoặc nó ẩn hiện những cái vật màu. Và những cái vệt màu đó thì nó làm cho cái tác phẩm của chị nó hiện đại hơn và nó sâu sắc hơn trong cái thẩm mỹ mới. Khi mà một người đã lựa chọn một bức tranh để mà đem về ngôi nhà của mình, tức là người đó đã chọn một người bạn thân thiết để sống với nó. Qua những bức tranh thì nó có một cái sự gắn kết giữa cái người thưởng thức, rồi là gia đình họ hàng của người thưởng thức đến cái tác giả và cái quê hương của tác giả đã vẽ những bức tranh đó. Cái bàn thì đẹp lắm rồi. Đã nhiều năm qua, người nghệ sĩ này đã dành rất nhiều thời gian để gieo thêm những hạt giống hội họa cho những người trẻ tại Việt Nam. Với những kỷ niệm gian khó từ tuổi thơ của bản thân mình, bà mong muốn mình có thể tạo được nhiều cơ hội giúp đỡ những trẻ em Việt Nam yêu hội họa. Tôi thật sự chân đất mà bước vào nghệ thuật. Năm 10 tuổi, tôi được gửi những cái bức vẽ đầu tiên của mình cho họa sĩ điêu khắc Diệp Minh Châu, lựa chọn những cái bức đấy đem về cho trường mỹ thuật. Và một năm sau thì rất may mắn tôi nhận được giấy mời học 12 năm ở trường mỹ thuật Việt Nam. Ở một cái ngành nghệ thuật có thể nói rằng không có khả năng đem lại kinh tế cho cuộc sống mà người mẹ lại rất là sẵn sàng. Thì tôi nghĩ rằng đó là những cái động lực vô cùng quý giá để tôi vững bước. Với cô bé ngây thơ hồi đó, hội họa là một điều kỳ diệu. Những khoảnh khắc của thiên nhiên, của đất trời sẽ luôn luôn thay đổi, nhưng người họa sĩ sẽ giúp lưu giữ chúng mãi mãi. Và Văn Dương Thành
đã đi vào nghiệp cầm bút vẽ một cách hồn nhiên như thế? Khi mà trải qua thì nó cũng có khi là đầy nước mắt và cảm thấy rất là vượt quá cái sức chịu đựng của một đứa bé lên 12 tuổi. Nhưng mà bây giờ nhìn lại thì thấy nó đẹp, nó cảm động vô cùng luôn. Bởi vì các bậc thầy nổi tiếng, ông Nguyễn Tư Nghiêm, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Trần Văn Cẩn, các ông cũng chịu sự thiếu thốn, nữa là mình. Khi đấy không có toan thì có một cái sáng tạo là mua những cái bao tải gạo, bao tải gai đấy, rồi căng lên, rồi là bôi cái keo da trâu, rồi bôi màu trắng lên 4 lần thì là vẽ. Khi mà 4 mặt của cái toan vẽ nó đã kín thì ở trong trường có một cái bể nước, rồi chuyên môn phải dìm bức tranh vào để cho nó bong cái lớp gelatin và màu trắng đi, bong hết cả tác phẩm đi thì lại phết trắng lên để vẽ nữa. Khi cái vải rách thì bắt đầu vá như mình vá áo ấy, liệu rách chỗ này thì mình vá và vá nhiều căng không được nữa thì khi đó cái bức tranh mới được chấm dứt. Những cái năm 70 thì nếu mà người nghệ sĩ mà vẽ tranh để như bây giờ mà bán tranh ấy thì không có. Và người nghệ sĩ lúc bây giờ vẽ tranh thứ nhất ấy là để thỏa mãn mình. Từ một cái mảnh toan bằng bàn tay hay là một cái tấm bìa, họ đã có thể vung bút, họ thể hiện được những tác phẩm. Tuy chất liệu nó cũng chưa được phong phú như bây giờ, nhưng mà những cái tấm tranh đó nó vẫn chứa chan những cái tình cảm của một thời mà người nghệ sĩ đã gắn bó với nó. Chính từ những gian khó đó, Văn Dương Thành đã hình thành cho mình những bước đi đầu tiên đầy ấn tượng. Những ngày tuổi thơ mang bụng đói lăn lê đi vẽ, cô đã trở thành họa sĩ trẻ nhất có tác phẩm được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Việt Nam tính đến thời điểm bấy giờ. Họa sĩ Văn Dương Thành luôn tìm ra những cái bố cục và những cái chủ đề để mà nói được với quan những nghệ sĩ. Ở một cái triển lãm của các nữ họa sĩ, thì họa sĩ Văn Dương Thành trình bày một cái bức tranh gọi là Hoa Cúc. Các ủy viên hội đồng còn đang phân vân vì họa sĩ Văn Dương Thành đã hơi gọi là biến điệu đi một chút và không cho phép có thể phá cách như thế được đối với học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng mà cuối cùng thì hội đồng quyết định vẫn mua cái bức tranh đó cho Bảo tàng Mỹ thuật. Đối với một họa sĩ như thế là con người đã sớm tìm được một cái ngôn ngữ cho riêng mình. Năm 1987, lần đầu tiên cái tên Văn Dương Thành được nhắc đến tại một quốc gia phương Tây khi bức tranh của cô đã được một nhà sưu tập mua lại ở một triển lãm tại Thụy Điển. Tôi rất ngạc nhiên là vì gallery họ báo tin rằng bức tranh Sơn Mài Cuộc Sống Trên Sông Hồng thì đã có một nhà sưu tập mua và cái giá tiền thì mình nằm mơ cũng không biết được vì nó quá ngạc nhiên. Thế khi được biết như vậy thì tôi rất là nhanh là mua ngay một cái vé và muốn xem hai thần tượng vĩ đại của cuộc đời mình là Rembrandt và Van Gogh ở Hà Lan, ở Amsterdam. Giữa cuộc sống khó khăn bộn bề, cô gái Việt Nam bé nhỏ đã dành hết số tiền kiếm được để có thể chiêm ngưỡng tranh của thần tượng cuộc đời mình. Những bức tranh của những bậc danh họa thế giới đã càng giúp cô củng cố niềm tin vào hội họa. Cảm động ghê lắm. Như là mình bước chân vào một thánh đường mà khi mình 12 tuổi mình không mơ ước bao giờ có thể đặt chân đến cái thánh địa đấy được. Chính các bậc thầy cũng khai thác những cái chi tiết đơn sơ nhất và nhỏ nhặt nhất để làm nên tác phẩm lớn. Mình lại càng thấy là trân trọng hơn cái nét đẹp đơn sơ của làng quê của cha mẹ mình. Có những điều tưởng chừng không dám mơ ước đã trở thành hiện thực. Từ những bức tranh đầu tiên có mặt trên thị trường quốc tế, họa sĩ Văn Dương Thành đã mang cái tên Việt Nam đi xa như thế nào? Tất cả sẽ có trong những phút tiếp theo của Khát Vọng Việt Nam. Năm 1997, họa sĩ Văn Dương Thành bước chân xa quê hương khi nhận được lời mời giảng dạy mỹ thuật tại Thụy Điển. Chính tài năng thể hiện qua tác phẩm đã giúp bà trở thành họa sĩ châu Á đầu tiên giảng dạy mỹ thuật bằng tiếng Thụy Điển. Vào khoảng thời gian xa quê hương lại làm cho bà gắn bó nhiều hơn với nơi mình sinh ra. Mình không thể nào mà làm được cái gì nếu mà kỹ năng của mình không đủ. Chẳng hạn mình không thể đứng trên bục giảng
cho các họa sĩ nước ngoài. Nếu mà kỹ năng của mình thua họ thì họ sẽ nói không, tôi không học cô giáo Việt Nam đâu. Mình phải tìm ra những cái gì mà họ đang thiếu. Còn chưa nói đến việc là mình giới thiệu những cái chất liệu của Việt Nam thì là càng là độc đáo hơn. Ví dụ như mình giới thiệu về chất liệu sơn mài cổ truyền của Việt Nam, rồi đến cái sơn mài mà đã thể hiện thành hội họa hiện đại, thì cái đó thì phải nói là không một nước nào mà không thích thú. Mang tất cả những gì liên quan đến Việt Nam sang xứ người, đặc biệt trong tâm tưởng, Việt Nam luôn ở trong bà. Họa sĩ Văn Dương Thành sáng tác rất nhiều đề tài, nhưng những đề tài liên quan đến quê hương vẫn mang một cảm xúc rất đặc biệt. Có thể chính vì lẽ đó, tranh của bà đã ngày càng trở nên được yêu mến tại nhiều quốc gia. Càng ở xa quê hương đất nước ấy, thì cái suy nghĩ về tổ quốc, suy nghĩ về đất nước lại càng rõ ràng hơn. Thì chỉ có cơ hội được mang những cái tác phẩm của Việt Nam ra nước ngoài trưng bày và thế giới biết được Việt Nam qua các tác phẩm của chị. She's one of the most well-known painters in Vietnam. Văn Dương Thành là một trong những họa sĩ được biết đến rộng rãi ở Việt Nam. Cô ấy có nhiều đóng góp quan trọng cho nền nghệ thuật của Việt Nam. Văn Dương Thành như một chiếc cầu nối giữa Việt Nam và Thụy Điển trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật. Nghệ thuật có thể giúp chúng ta hiểu nhau hơn, và tôi nghĩ rằng những tác phẩm của Văn Dương Thành giúp cho người dân Thụy Điển có cái nhìn rõ nét hơn về đất nước Việt Nam. Một cách tự nhiên, Văn Dương Thành và tác phẩm của mình đã trở thành những cầu nối vô hình giữa văn hóa Việt Nam và các quốc gia khác. Trong những triển lãm quốc tế, khi tên bà được đặt cạnh những danh họa của các nước, đó là một giấc mơ thành hiện thực của cô bé Việt Nam năm nào. Và khi cái lá cờ Việt Nam được treo lên, mình cũng cảm thấy rất là vui và hạnh phúc vì biết rằng mình đang làm được một cái điều mà chỉ qua nghệ thuật của mình thôi, thì đấy là một cái niềm vui rất là lớn. Tôi phải nói rằng Thành thực sự là một nhà ngoại giao rất đáng nể trong lĩnh vực ngoại giao văn hóa. Ngay từ lần đầu chúng tôi gặp, cô ấy đã luôn cố gắng kết nối mọi người, kết nối các cán bộ tại đại sứ quán với các nghệ sĩ, từ các họa sĩ, nhà nhiếp ảnh tới các nhạc sĩ. Tôi cho rằng đây là ví dụ cụ thể nhất của ngoại giao văn hóa. Làm thế nào để thu hút mọi người ngồi cùng lại bên nhau, cùng trao đổi với nhau về những điều tốt đẹp. Đi xa để thấy thêm yêu Việt Nam, trân trọng những gì thuộc về cội nguồn. Mỗi lần trở về, họa sĩ Văn Dương Thành đều tìm lại những ngóc ngách nơi cuộc đời bà đã đi qua. Đến thăm lại gia đình người thầy lớn Bùi Xuân Phái để có thêm những nguồn cảm hứng mới cho những đóng góp tiếp theo. Khi mình đặt ra cho mình một lý tưởng thì khi đấy mình rất nhẹ nhõm, mình có thể hy sinh hết, không cảm thấy gì là vất vả. Và người ta cảm thấy vui khi mà được theo cái lý tưởng và càng hạnh phúc khi thực hiện được cái lý tưởng và cái mơ ước của mình. Khi còn trẻ tuổi thì mình đi để học, mình đi để trải nghiệm. Đối với cái người cầm bút ấy thì cái mục đích đến thì là mục đích quay về.